Vâng, xin chào tất cả anh chị em bà con có buổi sáng nha. Hiện tại bây giờ đã là 11 giờ trưa rồi. Chúc anh em mình thật nhiều sức khỏe, an lành, và những anh em nào đang có nhu cầu đang tìm xe, sớm tìm được những dòng xe mình đồng ý, và nếu có duyên anh em mình được gặp nhau, em sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh em mình để sử dụng những cái dòng xe mà tốt và bền. Đó, riêng bên em còn có rất là nhiều những cái dòng xe mà thích hợp cho anh em bà con mình ở miền Tây, giá chỉ từ 100 cho đến 600 triệu nha anh chị nha. Đó, xe cốc, xe dài, máy dầu, máy xăng đều có, 4 chỗ, 7 chỗ nha anh chị nha. Rất là nhiều dòng xe để cho anh em mình đi Tết nè, đi che nắng, che mưa nè, đi làm ăn nè. Đó. Thì sáng nay có một sự việc em muốn tâm sự với anh em mình và muốn nhắn nhủ với anh em mình, khi mua xe anh em mình nên là hiểu về xe. Nếu anh em nào không hiểu về xe thì nên là nhờ bạn bè hoặc anh em người thân nào gần xe coi giùm ha. Thì mấy hôm nay, khoảng 4 hôm trước em có bán một chiếc xe mà xe nó xe thường. Đó, thì cho anh khách này ảnh không có gần xe và anh rất là tin tưởng bên em, thì nói chung em rất là cảm ơn anh. Thì anh mua xe anh không có rành, cho nên anh về á thì cái trợ lực nó bị yếu đi, mà em nói với anh em mình nghe theo đúng không, thì một chiếc xe mình bán đâu có ai muốn bán một chiếc xe bị hư, và đâu ai muốn bán một chiếc xe mà về khách phải sửa, phải tốn tiền đúng không. Thì khi rồi như vậy em mới nói khách thôi anh em xuống đây đi, em sẽ làm cái trợ lực lại cho anh, hai trợ lực lại cho miễn phí, thì nó 3 triệu mấy á. Thì anh khách nói là vợ nhằn quá không được em ơi, thôi giờ anh bán lại. Thì mặc định nó đông vậy, bán tháng đầu lỗ 10% thì chiếc xe đó cũng rẻ, không nhiều thì anh lỗ 10%. Thì khi mà anh mới xuống đây anh đưa lại em lỗ 10%, anh cũng hơi buồn. Anh nói em để lỗ 10%, tội nghiệp quá, vợ nhằn quá. Thì em mới nói anh là tại anh thông cảm. Đúng, những cái chỗ khác người ta bán á, người ta chỉ bảo hành máy thôi, nhưng mà bên em cái trợ lực bị hư em vẫn bảo hành cho anh. Đó, thì em không gấp thì anh để đi thợ thay, xong anh lấy, thay không một ngày à, thay xong anh lấy đúng không. Đó, thì anh cũng không chịu, nói là tại vì vợ anh thấy nó vậy rồi vợ anh không muốn mua nữa. Thì cái đó là một phần cũng là do bên phía khách hàng, chứ bên em cũng đã hỗ trợ cho anh rồi mà anh không chịu. Thì thôi giờ anh gán nói chị thông cảm đi, hoặc là bây giờ vậy, bây giờ anh bán anh muốn lỗ 1%. Đó, nhưng mà em sửa cái đó rồi anh thấy không, em sửa đó em cũng đâu còn lời lớn gì nữa đâu. Rồi vài bữa anh quay lại đây anh mua xe khác, em bớt 5 triệu tiền mặt cho anh, thì anh mới vui vẻ mới đi về. Đó, chứ lúc mà anh nói lỗ 1% thì cũng tội nghiệp. Thật sự mình mới bán ra mà lâu lắm rồi, 3-4 tháng nay rồi mới mua bán một chiếc xe mà bị khách hàng, mới mua có mấy hôm mà khách hàng bị lỗi bán lại, chứ cũng rất lâu rồi đâu chiếc xe nào bị vậy đâu. Thì cũng tội nghiệp các anh khách này. Thì em cũng có nói thôi bây giờ cũng qua đây anh em mình cân nhắc xem xe, nếu mình phải hiểu xe nha, mình mua xe mình không hiểu thì về cũng hơi khó xử. Đó, ví dụ mà xe bị vậy thì em hỗ trợ em làm cho anh chị. Thật sự người ta bán người ta chỉ bảo hành máy, em bảo hành luôn cái trợ lực cho anh em luôn. Rồi em thay cái trợ lực đó cho anh, anh cũng không chịu, vợ không chịu, anh thì chịu mà vợ không chịu. Thì thôi bây giờ thì mình sẽ đi đến là anh bán xe thì anh lỗ 10%. Đó, nhưng mà em đã đi về em làm trợ lực em đâu còn tiền lời nữa đâu không? Lời cũng mấy triệu bạc mà em thay trợ lực rồi. Rồi trong khi đó em sẽ hỗ trợ cho anh này, anh mua xe khác. Đó, cũng không phải vì riêng anh này, em muốn báo với anh em mình để đây anh em mình hiểu hơn. Đó, khi mà anh em đến đây nếu mà có bán xe em, lỡ anh em mà có chạy về anh em bán xe anh em lỗ hàng 10 triệu, 15 triệu thì mai mốt anh em mình không có đổi xe nha. Tại vì nếu mà trường hợp anh em đổi xe thì anh em mình lỗ ít hơn. Nếu mà đổi xe anh em lỗ 7-8% à. Đó, thì trường hợp mà nếu mà anh em mình mà bán lỗ vậy thì hôm mai mốt anh em có quay lại mua em bớt từ 3-5 triệu tiền mặt nha. Khi anh em đến đây mua thì anh em nói là bữa anh có bán chiếc xe em, anh có nói với anh á là em mua lại. Và mai mốt anh mua lại xe em á thì em bớt anh 4-5 triệu hay 3 triệu gì đó thì mình sẽ bớt nha. Thì anh em mình lưu ý ha. Đó, không biết ở chỗ khác sao nhưng riêng em không muốn lấy lời của khách hàng như vậy. Tại vì gốc đồng tiền bây giờ anh em mình kiếm rất là khó. Đâu phải ai kiếm tiền cũng dễ, tùy theo cái trường hợp. Giống như một anh công nhân mà lương 4-5 triệu người ta làm một năm trời, ta được mấy có mấy chục triệu ta mua xe tập lái. Mà mình mới bán ra tháng đầu anh em lỗ hết 60 triệu thì tội nghiệp người ta. Người ta chạy mới có 5-7 ngày hoặc 10 ngày người ta bán rồi ta lỗ hết 1 tháng rưỡi lương của người ta. Thì rất là tội nghiệp. Còn đối với những anh em nào mà làm có tiền, những anh em làm lương 20-30 thì anh em mua chiếc xe 300-400, anh em lỗ 10 triệu là chuyện bình thường. Nhưng mà ở đây có nhiều khách hàng người ta rất là khổ. Người ta mua xe về để mục đích là người ta chạy che mưa tránh nắng cho gia đình, cho vợ con hoặc là ba mẹ. Người ta có người thân, người ta có bị bệnh, người ta không đi ra ngoài đường mưa gió hoặc đi nắng được, người ta phải đi ô tô. Thì thành thử ra người ta mua cho mình, mà nhiều khi người ta bán người ta đổi qua xe con khác hoặc xe ăn cốc hoặc xe bự hơn, mà mình mua lại vậy cũng tội. Cho nên là thành thử ra em mới quyết định em sẽ đi một cái đường hướng của em là khách hàng nếu mà bán lại mua đúng 1%, nhưng mà khi khách hàng quay lại bên em mua đó, em báo bên em mình hiểu luôn là anh em mình mua mai mốt quay lại em trong vòng 3-4 tháng gì đó anh em mua bên em lại những xe khác, em sẽ bớt cho anh em mình từ 3-5 triệu đó để bù lại những cái khoản lỗ của anh em ha. Nói vì đồng tiền mình kiếm đâu phải dễ đâu, mà làm như vậy thì cũng tội nghiệp khách hàng. Em không muốn vậy đó, thật sự mình nếu mà mình muốn bán lâu dài trên thị trường ở Việt Nam, mình muốn bán lâu dài mình phải
có một cái gì đó gọi là cái tâm ha anh em ha. Cho nên là khi mà anh em mình mua xe, bên anh em yên tâm về vấn đề đó nha. Đó, thậm chí những cái vấn đề nào mà bảo hành không được, em sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh em. Và những cái gì mà anh em mua xe ở bên em hoặc anh em mua xe những bên khác, nếu mà không có phụ tùng, không có đồ thay, em sẽ tìm cho có đồ thay cho anh em ha. Không phải riêng về xe em bán nha, xe của anh em mua ở đâu cũng vậy, mua chỗ khác đi, nhờ em sẽ giúp cho anh em hết mình nha. Để mà anh em mình đi ra ngoài mua gặp mấy anh thợ hơi rẻ, người ta mua giá nó cao rồi, tội nghiệp anh em mình ha. Tại vì cái giá tiền mà phụ tùng nó rẻ lắm anh chị. Nếu mình biết chỗ mình mua phụ tùng nó rẻ lắm, còn mình không biết chỗ mình mua phụ tùng gấp 3, gấp 4 vậy. Còn nhiều khi anh em mua chiếc xe, với một chiếc xe đó người ta bán 150, chỗ khác bán 170, trên lệch 20, 10 triệu là chuyện bình thường. Nhưng cái phụ tùng nó không có trên lệch vậy đâu. Cái phụ tùng nó trên lệch là gấp 3, gấp 4. Nhưng phụ tùng 10 triệu thì trên lệch gấp 30, 40. Chứ không phải như chiếc xe mà trên lệch có 20, 10 triệu ở giá trị là 100 mấy ha anh em ha. Ở chiếc xe trên lệch khoảng chừng cỡ 2-3% thôi. Nhưng mà riêng phụ tùng nó trên lệch mấy chục phần trăm lận. 1%, 2% là ít, không bao giờ có đâu. Thì bên em thì hiện tại bên này thì mấy bên này cũng cận Tết rồi, xe bán cũng rất là nhiều, hôm nay bán quá trời luôn. Hiện tại bây giờ cũng bớt xe rồi. Hiện tại ở chi nhánh số 1 Bến Tre và ở những cái bãi xe em làm hiện tại bây giờ cũng còn ít xe thôi, khoảng còn có 30-40 xe. Quận 7 thì cũng còn khoảng chừng cỡ 10 mấy xe thôi. Thì mình cũng đang có nhu cầu mình muốn mua nhiều xe lắm, cho nên là anh em nào có biết ai bán hay biết ai mua thì anh em cứ đến dắt lại em, hoặc anh em chỉ em đi mua, em gửi hoa hồng ha. Đó, thì sáng nay em sẽ cập nhật cho anh em mình một số cái mẫu xe, một số cái giá tiền hợp lý để anh em mình xem và tham khảo. Nếu anh em mình có xe cũ mang đến đây đổi với em, hoặc anh em mua luôn xe nào thì bên em bán cũng có bớt, mà bên em bớt ít không có bớt nhiều nha anh em mình, lưu ý nha. Bên em có hỗ trợ trao đổi giao lưu với bà con và giao xe ha. Trước mặt anh em này Honda Accent nhập 2015 nè, thì xe này bên em đang cứ bán với giá tiền chỉ có 320 thôi nha anh chị nha. Đó, Camry Mỹ nữa nè, Camry Mỹ em bán 400 ha anh chị ha. Camry Mỹ NLE động cơ 2.5 2.4 chứ đó, nhập Mỹ nha chị, 2.7 cửa nóc nha. Xe này số tự động chạy rất là sướng và nhàn chân. Thế xe này bên em đang kêu bán với giá tiền là 400, có bớt chút đỉnh cho anh em mình nha. Đây là bán tải Titan máy dầu, thì xe này bên em đang bán là 375 triệu, đời 2015 máy dầu nha anh chị nha. Thì ngoài ra cái dòng này thì em còn Fortuner máy dầu, em còn Kia Rio máy dầu, còn Kia Rondo máy dầu, và còn thêm một chiếc xe là Ranger 2016 máy dầu. Ở Ranger đang để bên quận 7 anh chị ha. Đó, Camry đẹp không anh chị? Đó, Camry em bán anh em 400, có bớt chút đỉnh nha. Nói chung thì xe bên em thì còn nhiều lắm, như Toyota Corona này anh em mua về tập lái, che mưa tránh nắng nè, em bán 99 triệu thôi ha. Đó, đời 93 nhập. Cayenne máy dầu em bán 300, nhưng mà chiều nay em sẽ làm một cái clip, em sẽ quay xe này và em bán hạ giá, bán là nói là lợi ích lợi tí xíu cho xong, tại vì xe này bữa giờ đem về đúng một tháng rồi, mà sao Cayenne máy xăng bán được mà máy dầu máy không được ta, không biết sao kỳ nha, hay là tại vì xe này xấu. Thì tí xíu em sẽ lên sóng chi tiết em xe Cayenne máy dầu cửa nóc tự động cho anh em mình xem nha. Đó, và đây thì có thêm Camry ở bên Sài Gòn, thì em còn một xe màu đen, ở Bến Tre còn xe màu vàng hồng nha. Vàng hồng này em bán 245, số tự động. Đó, đời 2003 lấy 2 gì đó. Toyota xe nhập anh chị nha, xe hàng nhập nha, nhập nội địa. Máy Mitsubishi ha, đời 2015, cửa sổ trời xanh gấp thắng điện, túi khí an toàn, cảm biến da đầu đít. Giá cực kỳ rẻ luôn, xe này mình bán có 295 triệu thôi nha anh chị nha. Morning em bán 180 ha anh chị ha. Morning này tí xíu em sẽ quay clip chi tiết cho anh em mình xem luôn. Bữa giờ rất là nhiều anh em kêu hình quay clip chi tiết em Morning này nè. Rồi bữa giờ chúng lưu bu chưa ở không quay. Em này được lên chủ nhân lên màn hình đồ chơi đầy startup luôn. Mình bán 180 triệu nha anh chị nha. Nubiga bên mình thì còn nhiều, mình còn màu xanh, mình còn màu trắng. Nubiga mình còn 4 xe lận. Thì 2 xe mình đang bảo dưỡng và còn 1 xe mình đang để ở đây. Logo chiều nay vừa tới em gắn, em sẽ quay clip chi tiết cho anh em mình xem nha. Em thay cái logo với cái lăng cản trước nè, nó bị xấu em thay luôn, thay cái mới luôn cho anh chị ha. Thì xe này bên em bán có 72 triệu thôi. Âm thanh nghe nhạc máy lạnh đầy đủ, đăng kiểm tới 5 sao luôn, kiểm mới luôn. Đó, ở đây thì có Ford Lancer nữa nè anh chị, Ford Lancer bản đủ, túi khí 2.4. Thì xe này bên em đang chào bán là 140. Hôm nay bán anh em mình 135 triệu thôi. Phích trong clip này, anh em nào có một xe hay có bình luận, đến đây mua xe em bớt từ 2 đến 3 triệu nha. Trong cái clip hôm nay clip tổng hợp ha. Đó, anh em mua xe đến đây em sẽ bớt cho anh em mình 2 đến 3 triệu. Đó. Ở đây có Camry đầu đạn đời 2000, đời 99 2000 nè anh chị. Camry đầu đạn thì dòng này được cái anh em biết sao không, chạy tiết kiệm xăng 100 cây anh em mình đi tầm khoảng 8 lít rưỡi thôi nha anh chị nha. Mà được cái nó bền, chạy đầm và sướng nha. So với những dòng xe tầm giá tiền này là không có chiếc nào mà đấu thủ được với con Camry này được đâu. Chạy rất là bền và lại chạy sướng nữa. Chạy như tên bay vậy, chạy như đạp như là ăn nhiêu. Và giá cũng rẻ anh chị, xe này mình bán 170 nha, có bớt nha. Đó. Ai cọt còn bán 122 triệu ha. Ai cọt nhập Nhật đời 94 số tự động nha anh chị nha. Sơn si còn mới còn liền, em bán anh em mình 125 triệu đi nha. Đó, 122 triệu là anh em mình có em xe Honda Accord này ha. Phông dáng dài dễ chạy,
Và đây là Honda City, thì xe này cũng có khách dặn rồi. Bây giờ em gửi để khách lên xem, không biết sao đây. Đây là City 2016, bây giờ em rút hồ sơ nè. Đó. Rút hồ sơ cho ông chú cũng gần sớm đây nè. Xe này mình bán 398 triệu ha anh chị ha. City 2016. Đây thì là crew, crew này thì khách đang xem, crew này em chưa quay, em mới lấy về em chưa quay clip nữa nè. Crew này là crew 2011 màu đỏ, hôm qua thì mình mới bán một xe màu trắng rồi. Bây giờ còn màu đỏ, màu đen, màu bạc. Đó. Crew 2011 xe đẹp, em bán 255. Anh em thấy giá rẻ không hay là cao? Anh em mình cho một cái bình luận bên dưới để em cân đối lại giá nha. Và em Rondo máy dầu này là 2015 nè anh chị, số tự động. Xe này là nó nói chung thì máy còn rất là êm. Có một cái cửa là chỉ nó có chạy lại, cho nên em bán rẻ, em bán là 375 ở 475. Nhưng mà giá này còn bớt nha, anh em mình đến đây xem xe nên dẫn thợ, dẫn khách lên xem hay dẫn bạn bè người quen xem ha. Lái thử, chạy thử, không những xe này xe nào cũng vậy. Em sẽ bớt cho anh em nha. Xe này em bán 475 giá đang kêu. Thì anh em mình thấy giá này hợp lý hay không? Đó, thì 2 tháng trước em có bán một chiếc xe là số sàn, em đã bán là 490 rồi. Đời 2015 máy dầu, nhưng mà xe này là số tự động, đời 2015 máy dầu nha. Em bán xe này là 475. Thì anh em thấy giá hợp lý không? Cho một cái bình luận bên dưới nha, để em nhận xét và cân đối giá lại. Đó, và kế bên đây em có một em Senta số tự động, máy xăng, động cơ máy 1.3 nhập Philippines nha anh chị nha. Nếu anh chị nào đang muốn một chiếc xe mà tầm tiền 200 triệu lân quanh mà cái số tự động mà lại ít hao xăng thì đây là một sự lựa chọn hợp lý. Tại vì chiếc xe này chạy rất là tiết kiệm xăng, máy 1.3 100 cây anh em mình á, chạy tầm khoảng chừng cỡ 6 lít rồi anh chị. Chạy rất là êm và sướng nha, anh chị cứ đến đây tham quan lái thử, chạy thử chiếc xe này anh em mới hiểu nha. Nói trăm nghe không bằng mắt thấy, mà mình thấy rồi mà mình chưa được chạy thì nó cũng như số không. Mình phải nên chạy thử mới biết được chiếc xe như thế nào. Thì anh em mình cứ đến đây lái thử, chạy thử thoải mái đó. Ok, đây thì có em Kia Rio đó nè anh chị, Rio 2015 màu trắng ngọc trinh nè. Xe này cũng rất là đẹp nha anh chị nha. Thì em bán là 285. Thì anh em nào thích cái mẫu Rio này thì lên liên hệ của em. Ít hợp anh em mình mua về chạy gia đình, chạy dịch vụ đều được ha. Giá tiền nó cũng rẻ. Thì em bán anh em mình là 285, có bớt chút đỉnh nha. Đời 2015 nhập Hàn Quốc. La City này bữa giờ em để không có đề nữa, để này 10 ngày không có đề, đề lên hết tơn bình luôn. Để tí xíu sạc bình vô rồi đi rửa em quay cho anh em mình xem. Em này lên đồ chơi nhiều lắm. La City nhập Hàn Quốc 209 cửa nóc, phun crew ha anh chị ha, động cơ máy Ecotec, máy mới, số tự động, cửa sổ trời, được chủ nhân lên body, màn hình, âm thanh đầy đủ hết luôn, lên dàn lo rồi đã. Màn hình Tesla luôn anh chị, màn hình cao ha. Màn Tesla nó mắc tiền lắm anh chị, màn Tesla là mười mấy triệu á. Độ body, độ đèn quá trời nè, xe này thì mình bán 255. Nếu anh em mình không thích màu trắng mà thích cái màu mà màu sáng chuột thì em còn sáng chuột đang để quận 7 ha. Thì những cái mẫu xe này được cái anh em biết sao, số tự động, máy nhỏ nè, được cửa nóc nè, mà giá tiền nó có 200 lân quanh thôi. Thì xe đồ chơi nhiều là 255. Xe nào nếu mà không có đồ chơi mà giống vậy thì bán tầm khoảng 240 thôi. Đó. Mấy cái logo này em mua mới rồi nha anh chị nha, đang đặt mua mới về em thay lên ha anh chị ha. Mangeo thì có khách dặn rồi nè, không biết chừng nào xuống lấy. Mangeo này bán 130 mấy à, số tự động luôn. Đó. Xe hợp tồ này không có bán anh chị ha, bữa giờ cũng có nhiều anh em hỏi xe hợp tồ có bán không, xe này thì mình chưa bán nha. Đây là Cruze bạc đó nè anh chị, Cruze bạc 2011 nè anh chị, chủ nhân lên đèn phía sau, lên bô độ, bô nổ ở nớp, nổ đùng đã lắm. Đăng kiểm mới, màn hình Android, thì xe này mình bán là 242, rẻ hơn xe màu đỏ. Đó, xe này thì chủ nhân ở Sài Gòn đang đi nha anh chị, chứ không phải ngoài 76 nha. Đó. Chủ nhân em mua ngay chủ ở Sài Gòn ha. Vô lăng nè, màn hình đồ chơi Android đầy đủ hết. Xe còn rất là đẹp á anh chị, chất xe còn đẹp lắm. Đó. Xe này thì mình có quay clip chi tiết rồi anh chị. Xe này thì mình để cho anh chị em mình giá tiền chỉ là 242 thôi ha. Đó, Lancer này thì có khách dặn rồi. Khách dặn rồi, chừng nào không biết chừng nào lấy thôi, đang chờ hồ sơ. Ở đây là có thêm em xe Toyota Corolla GLI nè anh chị. Xe đẹp lắm anh chị, máy số gầm êm, dòng này thì chạy bao bền anh chị. Em bán 130 triệu nha. Bao bền, bao chạy, bao lấy thử, bao đổ trả luôn. Rất là đẹp ha anh chị ha, màu xanh này nha anh chị. Màu xanh này kêu bằng xanh gì ta? Không phải xanh vỏ dưa, cái này kêu bằng xanh gì á? Màu xanh này xanh gì ta? Màu này thấy có mấy cái anh bộ đội anh chạy xe cơ quan nhà nước á, thì xe này là xe hành lý của cơ quan nhà nước, biển số xanh xuống biển số trắng nha. Em bán 130 triệu nha anh chị nha, túp ly nỉ còn, dàn ghế nỉ luôn á anh chị. Ghế nỉ mà bọc lại mới ha, gương chính chỉnh điện luôn nè. Rất là đẹp ha anh chị ha. Nissan tự động em bán 110 triệu nè anh chị. Số tự động tha hồ chạy luôn. Che mưa tránh nắng thoải mái luôn. Số tự động xe nhập nó anh chị ha, nhập Nhật nha. Dàn ghế rất đẹp, nỉ đẹp luôn nè anh chị, trần đẹp luôn. Anh em cứ đến đây lấy thử, chạy thử, thích thì lấy ha. Xe còn rất là chất nha anh chị ha, xe bao chất luôn á. Em bán anh chị em mình 110 triệu nha. Túp lô, túp ly rất là đẹp luôn nè. Đó. Chỉ 110 triệu thôi. Xe bắt này hình như có khách dặn hay gì á, khách ở quận 7 chốt rồi nè. Em bán 202.
Em còn màu xì bắt giống vậy thì em còn màu đỏ đây, hay lấy 14 máy em bán 115 triệu. Hoặc là xì bắt màu xanh ha. Xì bắt màu xanh thì em bán 2011, em này 2017 bản đủ. Em bắt 2011 màu xanh đời 2011 bản đủ luôn, gia đình luôn. Thì xe đấy em bán còn 168 thôi. Xe này thì bán 2.2 thì khách mới cặp nhiều xe. Thì bên em thì cũng còn nhiều xe, anh em cứ qua lái thử chọn lựa chạy thử thoải mái nha. Thì anh em mình có nhu cầu đóng góp ý kiến hay là có những phê bình hay là những có lời khen gì thì anh em cứ bình luận bên dưới để em xem xét cân đối và để xem là cách làm việc của bên nhân viên của em như thế nào. Tại vì bữa giờ thì nhân viên nghe máy không à, em không có nghe máy khách hàng. Thì nếu mà nhân viên em nó có tư vấn không nhiệt tình hay là tư vấn hay là thái độ nó không được chuẩn hay là thái độ nó không đúng đắn hay sao thì anh em cứ bình luận bên dưới cân nhắc và cân đối và góp ý kiến cho em qua số điện thoại là 0834333371, hoặc anh em có thể inbox qua Zalo của em. Em cảm ơn em mình nhiều nha.